Đấy thì men ớt mình thấy ngon lắm.
anh đây là vẽ nhà. Anh muốn đi chỗ khác ở anh? Anh tìm được chỗ rồi à? Tận bên kia, sao tận bên kia? Anh đi tìm sao tận bên kia? Thế thì mình dọn đồ đi anh nhé.
là nhà này, ngôi nhà hoang thôi. Mình mới đã ở thôi anh ạ. Mình mà đi vào lấy đồ lên ở. Thank you.